muốn là công khai, muốn là minh bạch, vâng, thì có thể chia sẻ cho anh em được biết là chú cú này là giao dịch với cả mức giá như thế nào nhỉ? Đấy, người chủ là cũng người rất là chịu chơi, chịu chi. Nên anh em mình có một câu là không bao giờ được dạy người giàu cách tiêu tiền, đúng không? Cũng là để cho mọi người được biết là chó ta, chó bản địa của chúng ta, nếu như mà gen giống tốt, chất lượng tốt thì với thì giá trị rất là cao. Đấy. À, xin chào anh em nhé, hôm nay mình đang có mặt tại làng Canh Nậu ở huyện Thạch Thất, Hà Nội. Trên hình ảnh chúng ta là một cái gọi là di tích lịch sử tuyệt vời luôn. Trước khi vào chương trình chính thì mình dẫn anh em đi tham quan một tí nhá. Đây, cột đá cổ luôn đây này, cột đá cổ luôn. Làng này là làng Canh Nậu thuộc huyện Thạch Thất. Gần cái khu vực này thì có một cái di tích lịch sử là chùa thầy rất nổi tiếng, chùa thầy rất nổi tiếng. Đây là một trong những cái quang cảnh của làng quê Bắc Bộ. Xin gửi đến những anh em xem trên kênh Nhất Tất TV, nhất là anh em ở miền Trung, miền Nam và ở nước ngoài. Đây. Hôm nay là một cái ngày mà miền Bắc Hà Nội là trời trở gió. Hôm nay mình sẽ có mặt tại đây để mà quay một cái chương trình là có một cái buổi anh em vừa liên hoan mà vừa là giao dịch một chú chó hơ mông cộng con. Hôm nay có một cái buổi mà anh em gặp mặt. À, xin giới thiệu với cả anh em, đây là em tuyển sinh, bắt tay nhau cái nhờ. Thì hôm nay tuyển sinh có mời mình đến đây để mà vừa giao lưu với anh em hơ mông cộc đuôi và có một cái chú chó hơ mông cộc là sẽ giao dịch. Thì tí sẽ nhờ tuyển sinh lấy chú chó đấy ra để giới thiệu để cho anh em được xem. Đấy, hôm nay anh em sẽ tập chủ đây. Và hôm nay cũng là lần đầu tiên mà mình đến chỗ nhà của em tuyển sinh. Có một cái ngôi nhà ngay gần một cái di tích lịch sử rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp. À, anh em đang ngồi nước non thì trong khi đấy là bọn mình sẽ dặn cái chú chó hôm nay giao dịch ra để quay lại cho anh em xem. Trên kênh Nhân Tuất TV thì cái gì cũng phải người thực, việc thực và chó thực. Theo anh thì lên trên này đi, Tuyến ơi, lên trên này đẹp. Lên trên này cho nó ngồi trên cái chỗ bậc này cho nó đẹp. Đấy, đấy chú dẫn hẳn lên trên đây, hẳn lên cái chiếu này. Đấy. Xin giới thiệu với anh em, đây là cái chú chó mà hôm nay sẽ diễn ra cái cuộc giao dịch của chú chó này. Và đây là những người nhân giống, đây là nhà nhân giống là em tuyển sinh. Vâng. Đầu video chú tuyển sinh chào anh em cái nhà. Chào tất cả khán giả của Nhâm Tuất TV nhé. Em là tuyển sinh, em là chủ của chú chó cún này, nay em giao dịch cho một bác người ở Quảng Ninh. Vâng. Hiện tuyển sinh đang sinh sống ở đâu thì chia sẻ lại cho anh em nhé. Em đang sinh sống ở Thạch Thất, Canh Nậu. Cách trung tâm Hà Nội khoảng tầm 30 cây. Đấy, hôm nay là cái ngày nghỉ thì anh em có một cái buổi giao lưu. Hôm nay sẽ xuống chỗ tuyển sinh là có một cái món đặc sản. Buổi trưa nay chúng tôi cũng sẽ được thưởng thức. Khi mà nhắc đến làng Canh Nậu thì sẽ không thể nhắc đến cái món là chuột đồng. Ở đây có món chuột đồng rất nổi tiếng và hôm nay sẽ diễn ra cái buổi giao dịch của chú cún này. Thì anh sẽ nhờ tuyển sinh chia sẻ cho anh em được biết cái thông tin chú cún này được bao nhiêu tháng tuổi và bố mẹ là như thế nào nhỉ? Vâng. Thì hiện tại là chú cún này của em là được 3 tháng tuổi. Là bố của chú cún là con sói GTC. Với con mẹ là con công F0 của em nhân tự tay nhân giống ra. Hiện tại cháu là E1. Con này là E1. Bây giờ được khoảng tầm 3 tháng tuổi. Bây giờ được 3 tháng tuổi rồi. Về cái vấn đề là sức khỏe là tiêm tiếp như thế nào rồi? Sức khỏe em tiêm vào 2 mũi rồi. Và sắp tới đây là vào mũi 3. Là đạt đủ tiêu chuẩn để nuôi. Và trọng lượng tạm thời bây giờ khoảng bao nhiêu ký? Trọng lượng của cháu nó được 8 ký. Bây giờ là 8 ký, 3 tháng tuổi và tầm 8 ký. Thì với cả cái ước chừng với chú chó này, chú chó đực thì sau này cái trọng lượng của con này thì nó rơi vào tầm khoảng bao nhiêu? Trọng lượng của con này sau mà trưởng thành nuôi tốt nó được khoảng 2-3 cân. Bởi vì con mẹ nó cũng to mà con bố nó cũng nói chung là bố mẹ nó cũng được 23-24 cân. Con sói GTC thì anh quay rồi. Vâng, là một trong những con mà có cái đầu thủ cực kỳ ấn tượng luôn. Vâng. Đấy, còn là con mẹ thì là tên là con công à? Vâng, con mẹ là con công, em đặt nó từ công từ bé, con mẹ nó cũng to, con mẹ nó cũng được 23 cân. Cũng được 3 RCNC của cuộc thi chó đẹp Việt Nam. Thì cái đàn này sinh sản được mấy cún? Đàn này của em sinh sản được 6 cún. Thì được 5 cún cọc với 1 cún lôi đuôi. Thế thì được 4 cún màu đen với 2 cún màu vàng.
Rồi. Em cũng chia sẻ hết rồi thì còn em còn để lại được 3 cún. 3 cún này. Thế này thì chia sẻ tiếp một cún nữa về với chủ mới. Là chiếc đực này nó rất nhìn đầu thủ nó rất đầu là man đấy. Đẹp đầu thủ tai. Chó mới... tai là lên tự nhiên đấy đúng không? Tai thì nó lên tự nhiên cả đàn. Ừ. Cả đàn là tai lên tự nhiên hết. Cả đàn là lên tự nhiên hết. Vâng. 3 tháng tuổi rồi. Và cũng giống như cái chương trình trước của anh em mình, thực sự là anh em mình làm cái gì nó cũng là muốn là công khai, muốn là minh bạch. Vâng. Thì có thể chia sẻ cho anh em được biết là chú cún này là giao dịch với cả mức giá như thế nào nhỉ? Chú cún này thì em giao dịch với mức giá là 80 triệu. Ồ, 80 triệu. Vâng. 80 triệu. 80 triệu. Với cả một cái mức giá gọi như là rất là cao với cả cái thời điểm này. Một năm gần đây là kinh tế nó đi xuống đúng không? Vâng. Và giá chó nó cũng hạ rất là nhiều. Không phải ai cũng có thể giao dịch được với cái mức giá như thế này. Đây. Xin giới thiệu, xin quay lại cho anh em được biết. Với cái thời điểm hiện tại nhá, mà chú em tuyển sinh mà có thể giao dịch với cả một cái chú chó con mức giá 80 triệu là một cái mức giá rất là khủng luôn. Đây là những cái chương trình mà mình quay là người thực, việc thực, chó thực để cho anh em được biết. Ngay sau cái chương trình của tuyển sinh là ngày mai là anh lại đi qua chỗ anh Ngọa Long. Vâng. Anh Ngọa Long tiên sinh, anh Minh. Thì, anh Minh Ngọa Long. Anh Minh Ngọa Long thì cũng có, cũng có một cái chương trình giao dịch nữa mà anh Minh Ngọa Long cũng mời mình sang để mà giao lưu với anh em, mà mình cũng sẽ quay. Là anh Minh Ngọa Long ngày mai là sẽ giao dịch 4 chú cún. 4 chú cún. Sẽ bán là sang bên Mỹ luôn, sẽ được xuất khẩu bên Mỹ. Rất là thú vị. Và cũng rất là muốn quay cái chương trình này để mà giới thiệu đến cho anh em cả nước được biết. Vâng. Còn mình và tuyển sinh là những cái người thực việc thực và những người anh em mà chơi trong giới hơn mong cầu thì luôn luôn nếu như mà có cái chương trình gì hay thú vị thì đều quay lên cho mọi người được biết. Có thể rất nhiều người xem cái kênh này hoặc là xem cái video này không thể tin được là một chú chó cộc mà có một cái mức giá gọi như 80 triệu. Thì vâng. Anh nhờ tuyển sinh là chia sẻ luôn để cho mọi người đỡ gọi như là gọi là anh em lùa gà. Đấy. Đây là người thực việc thực. Người thực việc thực đấy nhá. Đấy, ở trong giới đều biết là mình như nào và tuyển sinh như nào. Còn ở phía kia là rất nhiều anh em. Rất nhiều anh em là có tiếng tăm trong giới cũng đang ngồi giao lưu ở kia. Đấy, rất nhiều anh em mà ở câu lạc bộ Hơ Mông Cộc Đuôi Hà Nội hay là ở câu lạc bộ Hơ Mông Cộc Đuôi Tây Hồ đều xuống đây hôm nay là chia sẻ và chia vui với cả em tuyển sinh. Đấy. Cũng sẽ nhờ tuyển sinh chia sẻ cho anh em được biết là với cả cái mức giá là 80 triệu thì chú cún này có những cái đặc điểm gì đẹp để mà thu hút cái người mua như thế? Vâng. Thì nói cái đầu tiên là chú cún này là chú cún F1. Ừ. Mà em nhân giống nha. Thứ để mà nói đặc điểm của chú cún thì đầu thủ của chú cún 3 tháng này là đầu thủ nó to. Ừ. Mõm nó ngắn. Với cái tỷ lệ hộp sọ của nó nhìn nó cân đối. Tai nó cũng bé. Ừ. Tai dày. Tai dày bé. Đặc điểm thứ hai là con chó nó chân tay nó bụ bẫm, nó to, vuông cả vắn, vuông vắn, người vắn. Nó vuông, ừ. Người con này nó vuông vắn và cả bước di chuyển của con cún nó rất là đẹp. Ừ. Con này em cũng sẽ hướng tới là nếu mà không về về chủ mới thì em cũng sẽ hướng tới là nó sẽ là con chó đi sâu của em. Ừ. Bởi vì nó là con chó đực rất là tiềm năng. Bàn chân khung rất là đẹp. Khung rất đẹp. Nủ bàn chân tròn, ngắn, dày, với bàn cả là... Đấy là những điểm đặc trưng của chú cún. Cũng còn về tuyền màu hết đúng không? Vâng, con chú cún này tuyền màu. Còn về thần thái của con cún này thì nó rất là... Anh nhìn thì đánh giá là con chó rất là thần thái. Ừ. Để mà nói cái tầm tuổi 3 tháng như này là con chó này nhìn rất là... Rất là ưa nhìn anh ạ. Ở trong cái đàn này là chú cún này có cái giá trị là đã cao nhất chưa? Chú cún này ở cái đàn này là giá trị là cao nhất. Ừ. Bình thường trung bình trong cái đàn này thì em bán mức giá như thế nào? Đàn này em bán cũng 40-50 triệu một cún. Và cún này nó lại nổi trội hơn một chút thì em để cái giá nó cao hơn. Đã định giữ lại rồi đúng không? Vâng, con này là em cũng định giữ lại nhưng mà người chủ mới người ta rất là tâm huyết. Ừ. Người ta đến người ta hỏi mua tâm huyết thì thôi thì em cũng chia sẻ lại cho những người tâm huyết. Ừ. Bớt lại thì để cho người ta cùng chơi. Ừ. Đấy, rất là đẹp luôn, một chú cún là tuyền màu. Cũng có thể là trong cái phần cổ đó nó đang cái lông của nó thì lông này là lông máu thay. Lông máu này nó sẽ thay như thay. Như cái lớp lông lưng này nó phải thay đầu tiên. Ừ. Sau đến cái lông cổ lông đầu cổ, nó lại thay cuối cùng. Đấy, sắc tố rất là tốt con chó này. Vắn. Vâng, lông là lông hai lớp. Ừ. Hai của cuộc là lên tự nhiên và có một cái góc nghiêng là 45 độ. Đấy, đầu thủ rất là ấn tượng.
mõm ngắn và gọi như là hình 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 thang. Nếu mà nhìn ở trên đầu này này, đấy sẽ là hình thang. Mà tính cách là cũng ghê gớm đấy, cũng tính cách con này rất là đấy. Ừ, tính cách rất là gầm gừ đấy. À, cũng phải nói luôn với anh em một câu là sao? Hôm nay là cái bác chủ nuôi, bác cũng đang ngồi uống nước ở kia rồi. Bác đang đi một cái con xe Porsche và mình cũng sẽ quay lại cái xe thôi. Đấy, người chủ là cũng người rất là chịu chơi, chịu chi. Nên anh em mình có một câu là không bao giờ được dạy người giàu cách tiêu tiền, đúng không? Đúng rồi. Vấn đề là sao? Mỗi người có một cái sở thích riêng, mỗi người có một cái kinh tế riêng. Với cả anh em mình ấy, là 80 triệu là một số tiền rất lớn, nhưng đối với cả người khác thì đấy chỉ là một cái số tiền để mà mua cái thú vui thôi. Đấy. Chúng ta không bao giờ được gọi như là có một cái từ là chúng ta không dạy người giàu cách tiêu tiền. Đấy, hôm nay là xuống đây quay một cái chương trình giao dịch một cái chú chó con hơn một cục đuôi 3 tháng tuổi của em tuyển sinh ở đây với cả mức giá giao dịch là 80 triệu đồng, một mức giá rất là cao trong cái thời điểm mà kinh tế khó khăn này. Cũng xin chúc mừng tuyển sinh. Vâng. Đây, anh em bắt tay nhau cái để lấy hên, lấy hên của chú luôn. Anh cũng phải lấy hên chứ. Vâng. Anh không kinh doanh chó nhưng mà bắt tay nhau để lấy hên. Đấy. Vâng. Rất là thú vị luôn. Đấy, xin chúc mừng tuyển sinh. Thông tin là chó bố là con sói GTC, còn chó mẹ là con chó công, tên là con Công. Vâng. Đấy, thì cũng sẽ hôm nay thì không quay được chó mẹ vì chó mẹ đang cái mùa thay lông và tuyển sinh đang để ở chỗ khác. Thì mình sẽ nhờ tuyển sinh là gửi cho mình cái hình ảnh để mình đưa lên cho anh em được biết. Còn tất cả các cái chương trình mà về giao dịch đều là quay là người thực, việc thực, chó thực chứ không lùa gà, anh em xem để biết nhé. Chứ còn mình, anh em mình không phải là ai cũng có tiền để mà bỏ ra một cái số tiền rất là lớn để mà mua. Đấy. Đúng rồi. Không phải ai có tiền. Và luôn luôn là sao, đừng bao giờ dạy người giàu cách tiêu tiền cả. Chúng ta xem video để cho biết, cho vui thôi. Tí nữa là nếu như mà bác chủ mà đồng ý thì mình cũng sẽ quay cái hình ảnh của bác chủ cho mọi người được biết. Còn bác chủ thì đang ngồi kia uống nước và nói chuyện về chó mèo đó nghe. Đấy. Ok, thì tuyển sinh cất con này đi. Ở trong đàn còn con nào đẹp đẹp không, lấy cho anh quay một đoạn. Đây, trong đàn còn mỗi con cái. À, một con cái nữa. Đây, trong đàn còn một cái chú chó cái nữa. Con này thì giữ lại à? Hay làm gì? Con này em giữ lại để em nhân giống. Đấy. Đây là một chú chó cái cùng đàn với con đực vừa nay. Ừ. Con đặt tên là gì chưa? Con này em đặt tên là Nếp. Nếp à? Ừ. Nếp cái hoa vàng à? Con này M1, giấy M1 của nó em đặt tên là Nếp. Ừ, Nếp. Chú là người nhân giống luôn, nhà nhân giống luôn. Em là người nhân giống. Em là đấy, cũng bố sói GTC với cả là mẹ Công. Ừ. Thì chú chó cái này thì nó nhìn nó vạm vỡ hơn con đực. Ừ. Nó to cao hơn. Và cũng tai lên tự nhiên. Tai tự nhiên. Màu đen tuyền. Đen tuyền. Con này đen tuyền. Ấn tượng đấy, con cái này ấn tượng đấy. Con cái này đều nói là nó cũng thuộc dạng sắc nét đấy anh ạ. Ừ, ấn tượng đấy. Tai là bé tí, tai bé và tai nó đổ đẹp. Chân tay của nó thẳng. Công nhận giống lại đúng không? Vâng, sau này em đi chứng giống lại. Ừ, đẹp đấy. Đấy, trong một cái đàn thì luôn luôn sẽ có những cái chú chó mà người chủ nhà nhân giống người ta ưng ý, người ta sẽ giữ lại để làm giống. Con này, con cái này cũng ấn tượng đấy. Yeah, ấn tượng. Con cái này rất đẹp anh ạ. Ừ. Theo em đánh giá thì em cũng là người nhân giống nhiều chó con. Ừ. Ấn tượng. Nhưng mà con cái này em thấy rất là ấn tượng. Thứ nhất là đấy, thân thái của nó rất là đẹp. Thứ hai là đầu thủ của nó nở to, mõm ngắn, tai đổ 45 độ, tai bé. Với cả chất lông thì chất lông hai lớp. Với cả thứ hai là khung xương của nó rất là đẹp. Ừ. Lưng nó thẳng. Vuông. Vuông chó. Chân khum đẹp. Chân đẹp. Chân dày quả quýt rất là đẹp. Thực ra phải nói với anh em câu là tiền nào của đấy đấy, tiền nào của đấy. Với cả những cái chú chó này thì không bao giờ có cái giá rẻ nữa. Không hề có giá rẻ bao giờ. Nhất là những cái chú chó mà nhà nhân giống người ta lại giữ lại để mà người ta làm giống. Đấy, không hề có giá rẻ đâu. Đây, phía bên kia có một cái người đang đội mũ là bạn Giai Thắng Cố. Chủ của chó đực đấy. Chủ nhân của chó con sói GTC. Đấy. Đấy, hôm nay là có rất nhiều những cái nhân vật ở trong cái làng chơi chó cộc tại Hà Nội xuống đây để mà giao lưu và chung vui với cả em tuyển sinh. Có cả bác chủ nuôi luôn. Đấy, tất cả những video mà quay cho anh em là người thực về thực, chó thực hết. Trên hình ảnh là chú Cún hôm nay được giao dịch và cậu em Hoàng Đạt. Hoàng Đạt hôm nay cũng chạy từ Tây Hồ xuống đây để mà hỗ trợ cho anh em và giao lưu. Hoàng Đạt là một trong những cái handler cũng có tiếng trong cái giới handler dắt chó tại Hà Nội.
Đúng là người có nghề đang trên tay Hoàng Đạt đang sử dụng một ít cái thịt gà để mà tập đứng sâu cho chú chó. Với cả người chủ nuôi hôm nay thì vừa mua chú chó này và cũng muốn gọi như là sau này đưa chú chó này đi công nhận giống hoặc đi thi dog show. Đấy. Với cả một cái giá trị bỏ ra là không hề nhỏ, mức giá là 80 triệu đồng. Ở cái thời điểm mà kinh tế đang gọi như là chững lại bây giờ là cũng không phải đơn giản. Tí nữa mình cũng sẽ hỏi ý kiến bác chủ, nếu bác chủ mà muốn là quay video mà muốn lên hình thì mình cũng sẽ quay lại cho anh em được xem nhé. Một chú chó hơm mông cục đuôi 3 tháng tuổi. Con này cục tịt nhỉ? Cục tịt đúng không? Cục tịt. Một chú chó hơm mông cục đuôi cục tịt màu đen tuyền được giao dịch cái thời điểm này là thời điểm tháng 10 năm 2023 với mức giá là 80 triệu đồng. Đắt hơn chó Tây rất là nhiều. Đấy. Cũng là để cho mọi người được biết là chó ta, chó bản địa của chúng ta nếu như mà gen giống tốt mà chất lượng tốt thì với thì giá trị rất là cao. Đấy. Đứng liếc ra gì phết đấy chứ. Yeah. Chó mộc mà đứng liếc ra gì phết đấy, độ tập trung, độ chú ý rất là tốt. Hàng đẹp thì không có giá rẻ đâu anh em nhé. Đấy. Tiền nào của đấy. Tiền nào của đấy. Hàng đẹp thì luôn luôn là giá trị sẽ phải tương ứng. Anh em đang test chó, đang thử chó luôn. Hôm nay anh em từ Hà Nội và từ một số nơi, câu lạc bộ hâm mông cục đuôi Hà Nội này và câu lạc bộ hâm mông cục đuôi Tây Hồ cũng xuống đây để mà giao lưu và chúc mừng anh em. Có cả bác chủ và những người bạn đến đây hôm nay để mà nhận chó. Đấy, mình cũng xin nhắc lại đấy, tất cả những video mà về giao dịch hay về mua bán hay về giao lưu thì đều là phải người thực chó thực hết, không thể dàn dựng được. Vì tất cả những người này đều là những người mà có tên tuổi trong cái giới chơi hâm mông cục đuôi tại Việt Nam, tại Hà Nội rồi. Hôm nay bác chủ đi một con siêu xe Porsche đến để bắt chó. Đấy. Một lần nữa mình cũng phải xin nói với anh em, chúng ta xem cho vui, xem để cho biết, còn không bao giờ được gọi như là dạy người giàu cách tiêu tiền cả, đúng không anh em? Đấy. Đi một con Porsche là bóng lộn đến để mà nhận một cái chú chó hơm mông cục đuôi. Xong xung ơi, chương trình buổi trưa thì ông chủ tuyển sinh có mời anh em là cây nhà lá vườn. Đấy. Có một cái món đặc sản quê hương rất nổi tiếng. Trời ơi, xuất sắc thế. Xin giới thiệu với anh em, đây là món chuột đồng làng canh nậu. Đấy. Hôm nay là cây nhà lá vườn thôi, hôm nay là mùa thu. Mùa này là mùa chuột cũng là ngon nhất đúng không em? Thôi à? Mùa này gặt xong là chuột nó béo. Mùa tháng 9, tháng 10. Mùa thu Hà Nội, mùa thu miền Bắc thì có rất nhiều những cái món ngon. Đấy, xin giới thiệu với anh em. Đấy, chuột đồng nướng. Nhìn xuất sắc luôn. Đấy, rất là ngon. Rồi. Gà gì đấy. Đấy, sau cái chương trình quay cái giao lưu việc giao dịch của anh em thì chúng tôi sẽ được thưởng thức những cái bữa cơm quê, các món đồng quê. Hôm nay có món chuột đồng, món này là món ngon nhất luôn. Ở miền Bắc thì có rất nhiều vùng miền, ví dụ như là canh nậu ở đây, Thạch Thất ở Hà Tây này, ngày xưa là thuộc Hà Tây, còn bây giờ là thuộc Hà Nội rồi. Hải Dương, rồi là các cái tỉnh miền Bắc Việt Nam cũng có rất nhiều vùng miền ăn chuột này. Phía bên Hà Nội, còn phía bên Đông Anh cũng có những cái làng làm chuột rất là ngon. Còn là nếu mà nhắc được về chuột đồng, chuột cơm thì phải nhắc đến cả cái vùng đồng bằng sông Cửu Long. Khi mà mình mà đi công tác ở trong Cần Thơ hay các tỉnh miền Tây thì đều phải tìm đến món chuột đồng. Rất là ngon luôn. Chuột cú mèo. Đấy, tí nữa đây, tuyệt vời.